Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng ta đến lúc này chắc chắn đã đọng lại rất nhiều cảm xúc trong mỗi chúng ta, và mong rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ được thưởng thức nhiều ca khúc hơn nữa của nhạc sĩ Linh Nga Nguyên Trâm. Và ngay sau đây chúng tôi mời lên sân khấu nhạc sĩ Linh Nga Nguyên Trâm sẽ có một vài lời cảm ơn tới toàn thể quý vị khán giả. Xin mời. Của đầy đủ gia đình, bạn bè yêu nhạc, các đồng nghiệp, bạn trong cái đơn nhạc, có lẽ là tổng kết của cuộc đời hoạt động âm nhạc của mình. Xin được bày tỏ lời cảm ơn đến Hội Văn học để cho tất cả anh em trong văn phòng đã hết sức nhiệt tình để cho đến nhạc được hoàn thành. Cảm ơn Sở Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Văn nhạc và tất cả các anh em ca sĩ đã giúp Linh Nga được có được cái tâm nguyện hoàn thành được chương trình Tình ca Linh Nga những cái thầm. Và cảm ơn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Bây giờ nói cũng lộ bí mật một điều nữa, đây là nơi thầy Cường đã xé đi nửa bản sáng tác đầu tay của Linh Nga để còn lại bài Mưa Cao Nguyên. Đây chính là nơi mà sáng này và viết ra bài hát ấy. Cảm ơn thầy trò Văn Tâm Hiệu, các phòng ban thầy trò trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật đã tạo mọi điều kiện để cho Linh Nga có thể được bày tỏ tâm hồn mình bằng âm nhạc. Xin cảm ơn các phóng viên, báo đài, bạn bè, tất cả mọi người đã đến cùng với Linh Nga đến hôm nay. Xin được cảm ơn.